nhà ga cáp treo. Còn ai hết? Ai? Chị Phương hả? À, cáp treo này có tiếng Anh với tiếng của Nga. Javanasikop. Lớp cốp, lớp cốp, lớp cốp của Nga. Đúng không? Tiếng này tiếng Nga, này tiếng Anh. Staka Haston Yaskop. Tiếng Nga, tiếng Anh đều như gió. Dữ thiệt. Ồ, rồi, tới rồi. Giờ vô cáp treo, đi về. À, nãy là cái cổng, nãy mình đi xuống là mấy anh kia, còn giờ đi về, đi mấy về anh này. Đi anh đây. Mày thấy đọc tiếng Nga là thấy tôi tập rồi, tập tình vô. Còn cái này là cây sung rừng, nó bự ông nội mẹ ơi, khủng khiếp không? Cây sung rừng, cây sung ở dưới miền quê á, nó có chút xíu, còn đây cái cây nó bự khổng lồ luôn. Này nghe chắc chiều tối phải về, về sạp đi cho em. Dạ. Sung bự quá. Ồ, thấy chưa? Mảnh đồ lên đảnh này kìa. Đâu có leo đâu, toàn giờ nãy đi không à. Bỏ vậy đó mà còn mệt. Nãy giờ đi không chứ đâu có leo đâu. Cái cây đó, cái cây gì lá giống như lá cóc quá ha. Giống như lá cóc rồi bà. Cây cóc gì? Cóc rừng quá hả? Cây cây đó cái lá nó y như lá cóc nhưng mà cái lá nó nhiễm hơn lá cóc của mình dưới. Còn cây này chắc cây tầm rỡ, tầm gửi á, cây chùm gửi. Quay nó sáng, còn cái đuổi hồi nãy nó đen thùi lùi, không có thấy khỉ gì hết. Nãy tại sương mù nữa. Sương mù đâu, không có ngược sáng. Cái kia, cái kiếm này nè, nó dơ luôn rồi. Mẹ, nó dơ, nó đen thui, không có thấy được cái gì hết á. Cái này mới quay, mới rõ, mới đẹp nè. Ừ, có thấy đường này đi về nhanh nè, đó, nè, nè. Quay cha con nó giùm em mấy cây. Ờ, giờ quay mình nó thấy nó rõ, nó đẹp rồi. Nãy quay gì hồi em đổ, đổ, đổ quay. Đó. Mẹ hồi đổ dốc xuống rồi chưa, đẹp chưa? Sáng quay tới thu nè. Đây, trời ơi, quay em quay quá đẹp. Không có đẹp gì hết trơn. Sáng quay vậy hả? Đây, rồi con ngồi đi. Rồi con ngồi đi. Trời ơi, đẹp quá. Ngồi giữa. Chưa ngồi giữa đây. Nhìn xuống, mình nhìn đang nhìn xuống. Con ngồi, không cho Trang ngồi luôn. Ra đây gió thổi mát rượi luôn. Ngồi ngay đây gió thổi máy lạnh nè. Ngay đây nó không có kiến. Có kiến mà kéo không kéo lên. Có chứ. Có. Kiến này này kiến nó thụt xuống mở cửa lấy gió thông hơi. Này không có máy lạnh. Lấy gió tự nhiên. Cái hồn đó kìa. Xài cái máy tự nhiên, máy tự nhiên. À. Cái thùng sắt kìa. Đẹp không? Đẹp không? Đó, vừa qua cái cột nha. Đó. Cực kỳ đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, đúng là sớm đi túng cái buồng than nó tệ. Quá tệ luôn, không thể tưởng tượng bây giờ. Nữa. Không lau chùi luôn hả? À, bây giờ nó sáng sủa, sạch sẽ, đẹp đẽ nè. Nhà chứ người đổ đèo. Giờ mình quay xuống dưới cho YouTuber Vinh. Tới xuống, tới xuống, tới xuống. Đó, này tới xuống.
đổ đèo. Đây. Không té. Trời ơi, không à. Đây, đi cho em cuốn vậy. Ồ, nhìn xuống vậy nó đã nè. Này đâu thua gì Phú Quốc hả? Gì thua gì Phú Quốc hả? Nè, hồi nãy mình vô cái đường thẳng băng này nè. Tao có nãy giờ lên trên dòm ra biển nhìn thấy cả rồi. Sống trắng giả luôn. Ủa nãy thấy nó biển. Thấy nãy thấy nãy luôn. Bả nè. Thấy nãy thôi. Nãy không có nhìn thấy mà. Lát nhìn ở tên kia cho mày thấy. Thấy cái thấy hồi mấy hòn đảo luôn hả? Đó. Ở núi cao quá trời. Đâu? Quay này biển không? Chưa. Nè, biển nè, vô nè. Ồ, biển trắng giả luôn. Trời ơi, quá trời luôn kìa. Trời ơi, biển. Biển cục cục luôn nha. Đó. Trời ơi, trời ơi. Đẹp đẹp luôn. Ở cái xe đã đổ phải xem mình không sao. Kia cha. Kia. Biển. Cái này. Đừng núi giang tay. Mẹ này. Rừng. À, còn ơn sau lưng nè, quay lại sau lưng nha. Đó, giờ này tới giờ cơm trưa. Chào, đây lên, nãy mình đó là lên. Nè, không được vịnh tay vô kiến nha. Vịnh tay vô kiến là đi về là đi mười về còn chín á. Thậm chí là nó mất luôn, còn có 4.5 hả anh Trần? Nó ngọc chơi, nó ngọc lên cáp treo mà nó chơi thoải mái. Ờ, không. Đúng là tự nhiên như con nít. Ai. Còn mấy này đứt nó giật giật. Sợ độ cao. Giật giật vô sợ độ cao. Đó, nhìn ở dưới nhà cửa chút 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 không. Quá. Này. Đuối. Giờ mới ăn cơm tao hả mà hết lên. Giờ gì ăn cơm, cơm trưa. Giờ 12 giờ mấy rồi. 12 giờ. Đói rồi. 12 giờ rưỡi đói à. Nãy đi kìa. Đi kìa tại quá, không thấy gì hết. Này. Ồ, con cá. Con cá chà bá nữa luôn. Ngồi xuống đèn quèn đi rồi ăn xăng quá. Cáp cao ý là cá teo này cao. Núi này cao 475 mét. Quay lại có cái nhà có cái bồn chứa nước à? Công trình đang thi công có bồn chứa nước. Có cái bồn đâu giữa rừng à? Cái đó bồn đi rừng nào đi rừng nào vô đó nó đi, hứng. Đây nướng kế nữa nè. Nè, cái này có bồn nước ra. Bồn bồn ở đây nó xài đồ của Trung Quốc, tiếng Tàu. Nè mình lội rừng nè, cái nào lội tới đây. Để bồn vậy thôi chứ đứt ống mẹ trơn rồi. Ồ. Nó dẫn cái đường nước này dám chừng nó dẫn cái đường nước đó nó lên trên cái chùa nãy trên mấy tượng Phật luôn chừng đó ta. Nó bơm cấp á. À, nó bơm lên tỉnh nước rửa tay rồi. Đâu có đánh xuống gì mà mát gì. Phải không? Nãy hỏi, ồ cây cây này cây trúc cây rừng gì nè, khá nhuyễn nhuyễn nè. Cây cao thầy. Cây lây à hả? Cây mười mấy mét. Đó. Rồi, nó qua cái này rồi, qua cái cột rồi nè. Đó, cái cột á. Còn có hai trụ nữa. Cái bồn nữa kìa. Đó, cột đá ai chia vậy trời. Rồi, cột lắng lình, ý cột đá nó lắng teo luôn mà. Rồi xuống vàng bông mình chụp lại, sáng vàng bông nhà có tấm nào á. Đó. Ồ. Xuống xe á. Kéo lên. Ở đâu? Lấy đường nhà chỗ ăn. Đã không? Đó, mấy cây trúc. Không phải trúc mà tre. À, không phải tre mà là cây le. Đúng rồi, cây le nãy. Ở đây là người ta kêu là cây le. Nhớ rồi. Le nhuyễn. Cây le le. Ba cái măng măng le đó. Ờ mấy người. Đúng rồi, mấy người núi người ta hay bứng măng le đó. Là nó đó hả? Nó đó hả? Nãy giờ tưởng đâu cây tre nè. Quá trời nhiều luôn nè. Ủa không, mình xuống dưới mình xe điện hả ta? Gì? Họ xuống dưới xe điện chả mình đi xuống.
Đó, 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 nãy mình ngay cái cổng đó vậy chắc xe đậu ngay đó chứ đâu. Đó, vô đây ai cứu thì chỉ có tới thôi. Đó, cái cột cột. Qua qua cái cột có cái gờ lắc lắc như nó từng 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 đít giống như chạy xe mà nó vàng ổ gà vậy đó. Rồi tới qua cái cột này nữa tới dưới rồi. Chim à? Chim đậu, cắt đi. Còn con cáp của nó này nè. Con cáp bằng cái bắp đùi vậy đó. Mình nhìn nó thông máy là thấy bị lớn đó vậy chứ thật ra ngoài nó như có cái bắp đùi vậy đó. Cái này không bình hú quát đâu, cũng hú quát bình bình. Không hú quát bằng cái mình hả? Chứ cái cộng ở đây là ở trong máy mình quay là thấy có nó bị lớn đó thôi chứ thật ra ở ngoài nhìn mắt thường nó bằng cái đùi vậy đó. Đó 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 đó. Mà đang quan sợ chứ nó mà sợ. Nó có biết trời trăng mây nước gì đâu. Còn ở này mấy anh này bên tay phải là Đồng Bằng, Thảo Nguyên dưới là Thảo Nguyên. Đó, còn đây là đồi. Đừng nói giảm. À, cáp chạy lên. Đó thấy không, thấy cọng cáp mà nó móc vô ở cái nó móc vô có xí vậy mà thấy không? Rồi. Đối với này nó kẹp còn mỏng hơn vỏ Winbo nó còn hai cái cặp lại vậy. Còn này nó tên có không biết. Đó, đang lên. Rồi sắp nè, tới để nhà ý nha, để sắp ý tới cái nhà ga nha. Nè nó có không biết. Nè để ý cái kẹp nào đó. Oh. Đó, nó dính không biết vậy. Ghê. Winbo là hai cái kẹp lại. Ghê ghê, hoành tráng. Đừng điện mặt trời. Công suất 1-2 kW, chất lượng. Ôi, điện mặt trời quá trời luôn hả? Yeah. Chuẩn bị. Nãy không có kia màu quá không thấy. Đó. Rồi thắng. Wow. Đã thắng kịch. Để mở cửa tự động nha. Cửa tự động nè. Đó, cửa tự động. Đó, cửa tự động. Không được thọc tay ra là mất luôn cái tay. Ủa, đi đường nào xuống ta? Rồi, đi đường này đi ra. Đó, đi ra là đi xuống luôn. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách. Thank you, see you again. Đó, nghe không? Dạ. Quay lưu niệm. Đây, hồi nãy đứng ở bên kia. Còn cái này là cái nhà vệ sinh. Đó, mình lên nửa chừng cáp treo mà mắc quá rồi xuống cái là có nhà vệ sinh ghé vô liền. Còn hồi nãy bên kia thì trước khi lên nó cũng có cái nhà vệ sinh. Đây. Ngay đây là quầy lưu niệm. Bán cái gì nè. Đó. Chài đâm tiêu bằng đá. Còn bên này là WC nè. Thấy không? WC. Quầy lưu niệm. Này rễ cây hay gì vậy ta? Giống như cái vỏ cây hay gì vậy? Bán đồ. Cây ăn hoa, táo đỏ tân cương, em mua heo. Này bán, ủa cái cục này cái cục gì mà nó nhẹ quay à trời, nhẹ sờn à, cục đó cục gì nhẹ sờn hả ta? Giống cục đá mà nó nhẹ ghê. Hả? Hết rồi, ảnh xuống nữa là xe cuối rồi á.
đó đi chung xe này nè. Anh đi chung á. Này là gì vậy ta? À, chuối chuối một coi. Chuối một coi nè. Chuối một coi. Không có bà con. Không có chuối cái cho nên nó không có hụt phấn cho nên tới tới chuối nó có bằng ngón tay vậy nè. Nó không có hụ phấn cho nên cái trái chuối nó nhỏ vậy nè, không có bự. Đây còn ai lên đây nằm không? Nằm trên tảng đá này giờ chắc cũng lột da. Tối nay nằm sải giò luôn hả? Đó. Rồi ở đây có mấy con cừu nữa nè. Đây cừu. Có mấy con cừu đây. Má, con cừu nó hôi bà mẹ luôn. Má, cứ cừu hôi quá. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con cừu. 10 con cừu. Mười con cừu. Xe điện. Lên xe về. Đây có quầy lưu niệm. Giường trôm Minh Lăng Trà Cú. Giường trôm Minh Ngân Trà Tà Cú. Đợi xe, đợi xe. Xe xe chưa tới. Mười hai giờ rưỡi xuống chân núi. Cây này là cây phượng đó, cây này là cây phượng, cây này là cây cao. Mười hai con giáp 20 mét. 20 mét là 12 con giáp, còn 40 mét là giường hồng hạt, còn 80 mét là trại nắng. Trại nắng là cái gì ta? Trại nắng là cái gì? À, cái này nó làm một cái giường hồng hạt này á, là 40 mét này á, là giường hồng hạt bằng xi măng hay bằng gì á, cho nên nó tô màu ra đó chụp hình. Còn bên đây 12 con giáp, nãy không có đi vô đây, nãy chạy xe điện ngang. Còn cái trại nắng. À, trại nắng là điện năng lượng mặt trời, là hồi nãy ngồi trên cáp treo nhìn xuống thấy á. Đúng rồi. Là trại nắng. Rồi. Xe tới rồi. Rồi, giờ chờ lên xe điện. Đây, cả nhà lên xe nha. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn nha. Wow, wow, lên xe mình ra nhà hàng đúng không? Đó. Đúng rồi, nhà hàng anh. Đây, còn ai nữa đây? Cái não ai thì nào? Cái não chim ra. Bay không hẹt nha. Nếu bên kia là đó. Rồi. Đó. Chạy ra, chạy ra. Con rồng. Chạy ra, chạy ra. Đó.
Ô, có cầu dây nữa kìa. Bên này bán cà phê, có cầu dây, quán cà phê. Đây mấy tượng Phật, tượng Phật. Ôi, mình vô nhà hàng luôn. Rồi, vô nhà hàng. Xe chở vô nhà hàng luôn. Xe chở vô nhà hàng. Ơi, cái nãy giờ đọc cái chữ này mới ra là chữ tà cú là vậy á. Trời ơi, hồi sớm giờ này mới đọc đúng là cái chữ tà cú, hồi sớm đọc không biết cái chữ gì luôn á. Giờ này mới đọc ra là cái chữ tà cú nè. Bó tay rồi chứ. Vô. Vô ăn đói à. Tới mình vô ăn nó rộng rãi, thoải mái. Trời ơi, vô đây nó mát lạnh luôn. Quá đã, quá đã. Quá, quá, quá. Vô đi ăn nhà hàng. Không gian nhà hàng đây. Bao la luôn. Không gian nhà hàng. Đó. Không gian nhà hàng. Ngồi đâu ạ? Đây, một bàn. Đó, này nha. Vô. Đó, bên đây một bàn nữa, hai bàn. Đó. Lâu lắm. Đó. Không gian nhà hàng nè. Thấy không? Không gian của nhà hàng đây. Rộng ghê không? Bao la. Thôi qua ngoài này đi. Bác Phương ơi, bác Phương. Có bàn nào vậy? Đây. Ngồi không ai, ngồi đây đi. Trời ơi. Đó. Không? Rồi. Ăn thôi. Chưa có món. Đủ rồi. Thì mình có ba bàn à. Đúng rồi. Không đủ ba bàn. Hết đã, đủ hả? Đây nha. Về ăn cơm. Chiều đi. Ừ. Ủa mình không đủ ba bàn. Đó. Giờ chờ Mồi nó đem lên. Chưa có ấy, giờ uống trà đá đỡ đi. Trà đá. Trà đá ngồi cái để uống nồi em nổi đấy. Đi đi. Đúng rồi. Đúng không? Ơi qua trà đá luôn. Sớm giờ leo núi rụng rời cái giò luôn rồi. Giờ ngồi chờ ăn thôi. Mười lít chứ. Hả? Ốm hả? Xuống hả? Nó chắc xuống được, không biết được 1 ký không biết. Rồi mời cả nhà nha. Tôm. Tôm gan. À. Món đầu tiên là tôm. Rồi. Mời mọi người ăn đi. Dứt đi. Chờ gì nữa. Lẩu. À. Lẩu cá gì hôm qua coi thực đơn quên này. Rồi tới lên nữa là gì? Thịt ba rọi. Thịt luộc. Thịt luộc. Đó. Rồi. Mời mọi người ăn tôm nha. Đây, bóc ăn đi. Đây cái này đó. Thiết giống đại. Còn bốc khói luôn.
cá kho. Này cá gì ta? Hải phẩm. Cá lóc hả? Cá lóc này, cá lóc của Bình Thuận à, chứ không phải cá lóc ở miền Tây. Cá quắc lộ để này quá hả chị? Tan mất tiêu rồi, tan mất tiêu cái đầu luôn rồi. Rồi mời các bạn ăn thôi. Chào cái này thôi. Mực xào. Đây. Nào cái cắm rồi, nó cắm rồi. Với cơm. Đó. À, như đủ món rồi đó. Vì hết món rồi đó. Nhiều ra đó. Rồi hết món rồi, đủ món rồi. Có bao nhiêu? Cơm, cơm, mực xào, lẩu với cá kho. Đây chú mới cho tay được không? Tay giỏi quá ta. Ngồi ngay cái chỗ nó chá nắng cho nên không thấy gì hết. Xong, tiệc đã tàn. Mọi thứ đều kết thúc. Không còn gì hết. Còn bên đây mấy người ăn hết rồi. Đi, 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 qua đây. Đây. Ừ, nhậu rồi. Bạn bên đây, bạn đây, bạn đây, người đẹp nè. Đó. Đây ăn gì đây, đây ăn còn gì đây? Trời ơi. Trời ơi, vậy mà bển còn nữa kìa. Nhưng mà còn nữa. Còn đậu bắp còn nhiều quá. À quên, đậu bắp bên bàn kia dời qua nữa chứ. Còn cá thì hết rồi, cá cam cũng còn miếng. Cá lóc kho còn miếng. Đây được nắng có vui à. Đó, quay về mới thấy mới sáng sủa. Không, ở đây ok. Rồi. Hết. Xong. Tự sướng luôn. Tự sướng luôn. Đây. Chưa? Có quay tôi ăn không? Rồi, xong rồi. Đó. Quay mất qua rồi chứ. Ừ, quay, quay nè. Đó. Đó, này nhấn nhú nha, nhấn xuống, nhấn cái kịch cho nó chảy nước. Đó. Đây có chậu ấy nữa nè. Wow, đi vệ sinh. Đây, vô nhà vệ sinh nha. Đó, xin đừng lấy gì nè. Giấy. Đó. Không gian của phòng vệ sinh. Toilet. Không. Ở đây nó không có xài vòi sạch, cái vòi sạch nó gỡ mất tiêu rồi. Đó. Đây, vòi sạch nó gỡ mất. Và đây có mấy cái đồ tiểu. Chỉ vậy thôi. Ồ, ăn xong lên mặt tươi rối luôn ha. Đó, ghê.
giờ bắt đầu lên chuẩn bị mình đi về nhận phòng ngủ. Vậy đi tắm biển chứ ngủ. Đó. Giờ bắt đầu đi về. Giờ ra là 2-3 giờ mấy là 2 giờ. Tối còn lắm á. Giờ là 2 giờ bắt đầu lên xe. Ờ 3 giờ rưỡi tắm tới tối còn lắm á. Đó. Dạ. 3 mấy giờ tắm tới tối còn. Rồi. Let's go. Đó, xe 29 chỗ. Giờ mình rời Tà Cú đi về Tà Cú Mũi Né. Đã được.